shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Quê đậu xanh, đầu lát một đứa cũng ngay phía sau này. Wow, để con nào. Làm gì nhau bạn ơi? Xem nào, làm gì nhau bạn ơi, đứng lại. Nào làm gì nhau. Quê phóng liệu các kiểu cả, sợ quá nhỉ. Hẳn là phóng liệu cả. Nên các này anh em, ngon lành cái đào. Úi dồi, nó lại thơm quá nhỉ các bạn ơi. Đây, mình đang được nâng cấp rồi nhé. Có lẽ là mình sẽ đổi qua cái khẩu M19 này. Ok. Combo súng này thì quá ổn nha anh em. À, mình sẽ xem nào. Trong này thằng này có một khẩu format này, thôi kệ đi. Đổi khẩu format mà chơi này. Chứ còn là phóng liệu kia, thật sự là kẹo chơi game nó không có tự tin lắm các bạn ơi. Mình thì cứ đặt tại đây thôi. Ok đi nào. Úi dồi ôi, chơi cổ sát mà như kiểu hết speed vậy anh em thấy ngầu chưa? Các bạn lại bảo là không ngầu đi. Đây, tranh thủ quần máu xíu. Thì kẹo sẽ quần máu cho nó full 300 máu nhá. Ngon lành. Let's go thôi nào các bạn ơi, nào. Sời. Đây là tôi mới lên được mấy cấp thôi thì phải anh em ạ. Anh em mà lên được max cấp thì công nhận là chơi game nó lại phê thôi rồi anh em ơi. Giống như kiểu là anh em chơi game mà lại high speed vậy. Lego đào anh em ơi. Wow, ôi, một đứa chết vì mình này. Úi dồi ôi. Mình được nâng lên hình như là max cấp rồi các bạn ơi, thôi xong. Ôi nhảy cao như hack vậy. Chạy hay quá ta anh em ơi. Khi mà anh em ui. Khi mà anh em được lên cấp sẽ có được nhiều thứ nhá. Quy đậu xanh này. Từ anh em ơi, từ nhá, làm gì mà căng. Làm gì mà căng hả bạn ơi. Mình ngồi tạm đi thôi này. Các bạn ơi, mình có thừa một cái đạn. Đó đây, kẹo là vừa vứt đi rồi nha. Quy đậu xanh. Ui, đậu xanh bạn ơi. Gì vậy. Ui, đậu xanh bạn ơi. Ui, đậu xanh bạn ơi, làm gì vậy. Một đứa ngay phía sau nữa các bạn ơi. Ui, để mình lên tạm trên tầng coi. Á, đủ cuốn máu này. Chơi game công nhận là funny vãi trưởng các bạn ơi. Một đứa thì ở ngay phía dưới nhá, từ từ anh em ơi. Để kẹo sẽ cuốn máu cái đã. Bây giờ mình lên cấp cao, cái nhảy cao thấy chơi game hơi khó chơi đấy. Nhưng cấp nào. Ngon lành rồi mọi người ơi. Nó lại ổn quá nhỉ, khá là nhiều trang bị ngon này các bạn này. Thơm ngon chưa này. Có cả giọt thanh nữa cả. Ui, bạn ơi đừng. Đừng vậy, mình sợ bạn ơi. Có giỏi qua đây bạn ơi. À nó không dám qua các bạn ơi. Nào, qua đây, qua đây. Đúng rồi, qua đây. Đúng rồi, qua đây, nào. Đúng rồi, qua đây, nào, qua đây, qua đây. Ok, vỡ đầu nhé. Ui, gặp mấy con này định chơi tôi cả. Bom keo các kiểu này các bạn này. Đây ok, kẹo vào trong nhà một xíu nha. Còn máu thôi nha em ơi. Ui, chạy. Chạy nhanh hơn Kelly á. Tất nhiên rồi em. Anh lại còn add thêm tính năng của Kelly nữa cơ mà. Nên là anh em thấy nó lại cục xúc chơi nhỉ. Đấy. Quần máu nào, ngại gì mà không cuốn nào. Chứ là mình sẽ xem nào. Cho bị giảm thanh vào anh em ạ. Lấy con nào. Ui, bị giảm rồi. Chúng ta lại vừa bị giảm năng lượng một xíu anh em ạ. Đâm ra là hiện tại thì kẹo đã mắc cấp đâu. Nó lại giảm xuống cấp 3 rồi thì phải anh em ơi. À đâu, cấp 4 thì phải. Mình nhớ là tầm này là có 5 cấp cơ. Đậu xanh mọi người ơi. Ui, à mắc cấp rồi. Úi dồi ôi, sức mạnh như này thì chắc là kiếm mạng sẽ khá là dễ dàng đây. Nghe nói là chế độ này anh em chơi được cả solo này, đua với squad thì đều chơi được cả anh em ơi. Chơi game nó lại thú vị vãi chưởng nhỉ, lấy con nào. Xem là người đâu cả rồi nhé. Các bạn lập ra, chúng ta sẽ săn thêm mạng mà anh em. Lâu lâu thì kẹo nói hơi lộn một xíu. Sorry mọi người, đơn giản là nó nhanh quá mà. Hello Clay nha. À, người đâu không thấy mọi người ơi. Vào đây. Trong cái chế độ này anh em sẽ có thể là các bạn lựa mặt nạ nhé, đổi đồ nhé. Có xe này. Xuống xe. Xuống xe ơi, xuống xe ơi. Ok, headshot lần này. Xanh bộ cho em. Úi dồi ôi. Xem này anh em này. Khá là nhiều đồ ngon chất chơi người rơi nhá. Mình sẽ gài một quả mìn ở đây. Ok, let's go thôi. Bắn cái này lấy đồ anh em ơi.
Ui, bắn hơi lâu đấy. Ok, các bạn sẽ lượm được mặt nạ nhé. À đây, mình mắc cấp rồi nên là mình bây giờ thì có thể là nhìn thấy được những cái bạn khác ở trên bản đồ anh em ơi. Có người trên này thì phải này. Có xe nữa hả? Ok, lấy xe mà chạy chứ ngại gì anh em. Let's go thôi nào. Còn 8 mạng nữa ở trong cái ván đấu đây nha. Ok, cố gắng thì mình sẽ kêu thêm vài mạng nữa lấy top 1 thôi chứ ngại gì. Ở đây có người hả? Ui, ui bạn ơi, chạy đâu mà hả bạn ơi? Nào, bạn ơi, bạn ơi chạy đâu vậy hả? Úi dồi, chạy hả? Chạy hả bạn ơi, lên bản đếm số nhé, chạy hả bạn ơi. Ok mọi người này, mình sẽ cần lượm thêm đạn súng trường nhá. Quay bom keo các kiểu này, khá là ổn. Đúng rồi, lên go thôi. Đây có xe này, lên xe mà chạy thôi chứ ngại gì hả? Ngon lành cái nào, từ từ đã anh em ơi. Đơn giản là cái đạn súng tiểu liên mình hơi ít đấy. Ok, mình sẽ lượm thêm một ít đạn tiểu liên thôi mà. Let's go nào mọi người ơi. Ngày hôm nay thì anh sẽ live đến 24 giờ nha em ơi. Đang có 16 mà xem rồi. Sẽ trái xíu quá nào. Ok ok. Thính này anh em, nó lại ngon quá nhỉ anh em. À nó là một chiếc xe một chắc mà thôi. Ủa trên này có ông bắn nhau hả? Mấy bạn bắn nhau ghê quá vậy. Mấy bạn này bắn nhau ghê quá vậy. Một bạn đã ăn tông nhé bà đai nhá. Còn một đường phía trên nữa anh em ạ. Một đường ngay phía trên nữa các bạn ơi. Đậu xe này. Đậu xe này các bạn ơi. Úi dồi ôi, nào nào nào. Làm gì vậy? Ui làm gì vậy bạn ơi? Làm gì vậy? Ủa bạn ơi nào. Bạn ơi bạn làm gì vậy? Bạn làm gì vậy, đứng lại bạn ơi. Ok, ủa. Bên này hả? Bên này hả anh em, bên này hả anh em. Ủa bạn ơi đừng. Đừng bên đây mình sợ. Nhờ dựng tạm cái quả bóng keo đã anh em ạ. Cột máu thôi. Có giỏ chạy qua đây bạn ơi, mình đang còn máu đấy nhá. Làm gì mà căng hả bạn? Máu lốp kẹo hả? Qua đây qua đây. Qua đây bạn ơi, đúng rồi qua đây. Úi dồi ôi. Qua đây bạn ơi. Qua đây bạn ơi, lên bản điểm số cho bạn. Ngon lành cảnh đào. Ok. Làm gì mà căng hả các bạn ơi. Các bạn làm kẹo sợ rồi đấy nhá. Quay bom keo các kiểu này. Ok, đơn giản là mình sẽ cuốn cho full máu cái đã. Bom keo thì mình cũng có 6 quả bom keo rồi cũng ổn anh em ạ. Nòng súng hả, nòng súng thì cứ để nòng súng 2 thôi. Đồ nào thừa thì kẹo vứt luôn đi nhé, chứ kẹo đâu ngại đâu anh em. Thêm máu hả, có mũ giáp xịn hơn này. Đó và cơ bản thì mình cũng sẽ lượm thêm 2 túi máu nữa, ngon lành. Scope X thì mình có lâu rồi cơ. Ok, bom keo cũng gọi là vô đố luôn, lấy con nào. Tiếp tục lái xe và săn mạng thôi chứ sao nữa hả? À đây, mình sẽ mở cái hòm này lấy đồ anh em ơi. Được thêm 2 mặt nạ nữa này, ngon lành. Đây, xuống dưới này lấy xe thôi anh em ơi. Úi dồi ôi, mắc cấp này, chơi phê chưa anh em. Xe hơi nát rồi nhưng mà không sao cả đâu. Xuống đây thì kẹo sẽ lượm thêm một ít đạn tiểu liên nữa nhé anh em. Đạn tiểu liên thì không có này. Let's go thôi mọi người. Chỉ còn lại có 4 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này thôi nhé. Cố gắng kiếm luôn trận top nhỉ các bạn. Wow, để cái nào. Người đâu cả giờ vậy anh em ơi. 4 thằng cuối nữa thôi à. Trông có vẻ như là đơn giản. Sẽ không hề khó khăn đâu nha. À đây, từ từ nha em ơi, kẹo đổi qua con xe mới nhá. Con xe này chơi hơi chán, đổi con xe mới này. Let's go thôi. Đây rồi, đây rồi. À, bên dưới này có một cái hòm, hòm tiếp tế anh em ạ, kẹo tạm gọi là như vậy. Cái bắn bằng súng tự nhiên hao đạn quá à. Chém được không vậy? Chém được anh em ơi. Chém cho nó đỡ hao đạn chứ còn là anh em bắn súng hao đạn lắm. Úi dồi ôi, chém hộp quà này không biết là bao giờ thì nó mới nổ đây anh em ơi. Tôi chém trong vô vọng các bạn ạ. Chưa ăn được mặt nạ đã bị xuống cấp rồi này. Ok ok, được 2 mặt nạ này. Let's go thôi. Qua bên này nữa anh em ơi. Đó, đậu xe này.
Úi dồi ôi này, để coi nào. Mình cầm kiếm chém cho nó tiết kiệm đạn anh em ạ. Con đạn bây giờ còn mấy nữa thôi, khó khăn quá. Úi dồi ôi này. Làm quả chém này anh em này. Chém lâu nổ quá ta. Lego thôi mọi người ơi. Wow, lại thính nữa hả? Qua luôn thôi chứ ngại gì mà không qua hả anh em? Có ngu mới không qua thính đấy chứ. Đây mình sẽ qua thính coi. Ôi ôi ôi, thính bên kia, thính bên kia. Thính bên kia các bạn ạ, kẹo hơi nhầm xíu. À đây, có người đấy hả? Đâu rồi bạn ơi, bạn đâu rồi nào? Có rồi bạn có đây nào? Sao rồi bạn ơi, bạn đâu rồi? Ngay phía trên hả anh em? Đâu vậy? Đây hả? Ngay đằng sau này. Đúng rồi. Chạy đi bạn ơi này. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Đúng rồi bạn, chạy đi bạn ơi nào. Mình qua với bạn luôn nhé, mình không ngại đâu nha. Quần máu hả? Quần máu thì lên bảng điểm số nha bạn. Hay là quần máu cả. Ok anh em. Let's go thế nào, mỗi tội là hơi chán xíu. Đơn giản là bây giờ thì kẻ mới chỉ còn lại là 57 viên đạn súng tiểu liên, hơi chán rồi. Hai thằng nữa thôi à? Thế kéo đông hai vào thôi. Let's go anh em ơi. Cố gắng hạ gục được hai mạng cuối nữa thì chúng ta sẽ có được top 1 ở trong cái ván đấu lên rồi anh em ơi. Chạy nhanh vào luôn nhé. Úi dồi ôi, nhảy cao phải gọi là mắc cấp luôn này. Có lẽ là bây giờ thì mình sẽ nên lựa một cái tròi nào đấy mình thủ anh em ơi. Quay nhảy một phát thì nó lại không lên được tròi cơ. Kẹo tưởng là sẽ lên được nhưng mà hóa ra lại không các bạn ơi. Hai mạng cuối này, cố gắng xem hạ gục nốt hay được kiếm top 1 thôi. Ngồi canh thì nó lại không là một cái nó không phải là một cái giảm pháp hay anh em ạ. Nên thôi đi săn đi. Đi săn đi chứ ngồi săn. À quên. Ngồi canh thì bao giờ mình kiếm được mạng. Đây kẹo sẽ lên trên này coi anh em ơi. Let go thôi chứ ngại gì. Sao anh like trễ vậy hả? Đơn giản là ngày hôm nay kẹo hơi bận xíu nên là like hơi trễ nha. Sorry các bạn nhá. Wow súng tiểu liên này. Ok mình sẽ lượm thêm một ít đạn súng tiểu liên nha anh em. Ngon lành. 87 viên chắc là đủ để kill hai mạng cuối nhá. Ôi trên này. Trên này anh em ơi. Trên này có người nha anh em. Wow được rồi. Đây đây, hai đứa canh nhau này. Ôi bạn ơi đừng. Bạn ơi đừng, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Ôi đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Chạy hả bạn ơi, chạy hả bạn ơi. Lên bàn điểm số nhá. Một đứa thì ở mãi cái khu xa ngoài kia anh em ạ. Xem nào, xem nào. Làm gì mà căng hả bạn? Làm gì mà căng hả bạn ơi? Úi dồi, làm gì mà căng hả bạn ơi? Yes. Ngon này, top 1 rồi, quẩy thôi. Nó lại ổn quá nhỉ anh em ơi. Bom keo các kiểu này, kẹo vô cùng vô đối bom keo là nha anh em ơi. Trời ơi. Anh em thấy chưa, vô đối bom keo là này. Top 1 với 11 kill này. Ngon lành cái nào nhá. Ok. Yes. Như vậy là mình đã có được 11 kill top 1 ở trong chế độ cuồng sát nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.